Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện không đi đường BOT song vẫn bị thu phí đã và đang gây bức xúc tại nhiều địa phương. Và tại Thái Nguyên thì nhiều người cũng đang bất bình khi tuyến quốc lộ dù không được làm mới thế nhưng vẫn xây dựng trạm thu phí. Đó là tuyến quốc lộ 3 thuộc địa phận xã Sơn Cẩm và Cổ Lũng của huyện Phú Lương. Phản ánh sau đây của nhóm phóng viên Bản Tin Trưa. Làng bánh chưng Bờ Đậu nổi tiếng Thái Nguyên. Khu vực làm bánh chưng của gia đình chị Hồng đã phải bỏ không hơn 2 tháng nay. Cả gia đình chị chỉ trông chờ vào nghề làm bánh. Nhưng nay, cả ngày vẫn không có ai dừng xe để mua các loại bánh ở khu vực này. Nguyên nhân là trạm thu phí đường bộ qua quốc lộ 3 cũ đang được xây dựng ngay gần nhà chị. Làm như thế này bây giờ cái bánh chưng của chỗ chị chỉ có 20-30 nghìn một cái thôi. Nhưng mà về sau người ta thu phí đến đây thành 70-80 nghìn một cái bánh chưng thì em bảo là như các em có chịu mua không? Nhưng mà không kêu cứu ai cả. Bây giờ dân của chị như này, cả nhà chỉ sống bằng cái bánh thôi. Mà bây giờ là không để kiếm được miếng ăn nữa. Vì trạm thu phí đây hai bên đều là khu dân cư, làm gì có cái trạm thu phí nào ở giữa một cái đoạn lên dốc không lại xuống dốc này? Xe đây un tắc đường ảnh hưởng rất nhiều. Không chỉ đặt trạm thu phí ngay ở điểm dốc của cung đường, nhiều hộ dân ở xã Sơn Cẩm cũng cho biết tuyến quốc lộ 3 này chưa có sự cải tạo đáng kể, nhưng vẫn tiến hành lập trạm thu phí là chưa hợp lý. Rất vô lý là không làm một cái gì mà đi thu phí thì nó quá bức xúc với nhân dân là phải. Chứ chưa có gì cải tạo, anh ấy đền bù từ kia đây, thế là anh ngoạm anh phá làm nên dọc đây lên, các anh thấy chưa có một cái nhát cuốc nhát xẻng nào của cái nhà nước đầu tư vào làm. Hầu hết tuyến đường quốc lộ 3 cũ chạy qua địa phận huyện Phú Lương, Thái Nguyên chưa được sửa chữa như thế này. Nhưng theo đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương thì việc lập trạm thu phí ở quốc lộ này là để giảm thời gian thu phí cho tuyến cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới. Thu một tuyến thì nó sẽ nhân dân sẽ dồn vào cái quốc lộ 3 cũ đi thì lưu lượng giao thông sẽ quá tải. Nếu một tuyến thu thì có khi đến hơn 20 năm thì mới bàn giao. Nhưng mà nếu hai tuyến cùng thu thì hiện nay là chỉ có 16 năm một tháng. Thông tư số 175 năm 2016 của Bộ Tài chính nêu rõ trên cùng một tuyến đường với các trạm thu phí đầu tư BOT phải đảm bảo khoảng cách 70 km một trạm. Tuy nhiên, theo quyết định 5136 năm 2014 của Chính phủ thì cả đoạn cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới và quốc lộ 3 theo quy hoạch được phê duyệt chỉ có tổng chiều dài 65,3 km. Và cũng vì điều này mà Bộ Giao thông Vận tải chưa có quyết định thu phí trên tuyến quốc lộ 3 qua huyện Phú Lương. Quốc lộ 3 chạy qua huyện Phú Lương dài khoảng 25 km, trong đó 18 km được Chính phủ phê duyệt giữ nguyên bề rộng nền và mặt đường hiện tại, tức là phần lớn tuyến đường này không cải tạo nâng cấp. Từ đó mà việc lập trạm thu phí trên quốc lộ này thật khó thuyết phục.